Kênh Nhà Nông Miền Tây kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay 14 tháng 1, 2022, kênh Nhà Nông Miền Tây cập nhật tình hình giá mít Thái tại các tỉnh miền Tây để bà con mình tham khảo. Trước tiên, kênh xin được cảm ơn thương hiệu đèn LED Asia Pacific đã đồng hành cùng kênh. Quay trở lại tình hình giá mít Thái ngày hôm nay, thì kênh Nhà Nông Miền Tây cũng xin được thông tin đến quý bà con là hiện tại đã có thêm một cửa khẩu tại Lào Cai tiếp tục thông quan để giải quyết hàng nông sản tươi ha bà con ha. Thì đây là một trong những cái thông tin tiếp tục để chúng ta có thể hy vọng vào tình hình giá mít sắp tới sẽ được khởi sắc trở lại, khi mà hầu hết tất cả các cái cửa khẩu đang dần được xem xét đánh giá tình trạng kiểm soát dịch bệnh và mở cửa dần dần. Thì sau khi là các cái cửa khẩu tại Quảng Ninh, rồi tại Cao Bằng và hiện tại là Lào Cai đã mở, thì chúng ta chờ đợi tiếp những cái cửa khẩu còn lại để tình hình xuất khẩu có thể nhanh chóng và đơn giản thuận lợi hơn, để cho nông sản của chúng ta đi qua dễ dàng hơn. Tại hiện tại thì tình hình mít Thái của chúng ta là vẫn bán được hàng rất là tốt nếu như qua chợ và hàng còn đạt chất lượng nha bà con. Đó, cho nên là nếu như mà cửa khẩu thông quan việc mà các cái thủ tục nhập khẩu đơn giản hơn, dễ dàng hơn, nhanh chóng hơn thì sẽ giúp cho mít Thái của chúng ta nhanh chóng tăng giá trở lại. Tuy nhiên, đứng trước cái tình trạng mà hiện nay dịch bệnh còn phức tạp thì các cửa khẩu tuy mở ra nhưng phía nước bạn vẫn kiểm soát rất là chặt chẽ virus nCoV ở trên hàng hóa ha bà con ha. Đó, cho nên là hiện tại thì giá mít vẫn còn rất là thấp luôn. Nhưng mà dù sao thì ở thị trường nội địa chúng ta cũng thấy là các cái vựa đã bắt đầu ăn hàng trở lại, đã có giá mít phân loại trở lại, cũng như là anh em thương lái đi mua nhiều hơn, thì đây cũng là một cái tín hiệu đáng mừng ha bà con ha. Thì chúng ta chờ đợi việc tăng giá trở lại. Còn hôm nay thì bà con cập nhật giá ở Tiền Giang là 9.000, 5.000 và 2.000, Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An và Sóc Trăng thì giá mít là 8.000, 4.000 và 2.000. Và bà con lưu ý là anh em thương lái đa phần là đi mua xô, dao động từ 1 đến 3.000 ha bà con ha. Rồi, cảm ơn bà con đã cập nhật giá ngày hôm nay. Hãy nhớ nhấn nút like và đăng ký kênh. Xin kính chào và hẹn gặp lại.